Hello, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Video này sẽ giới thiệu các bạn một dự án cơ sở hạ tầng dữ liệu dành cho gaming và AI. Dự án đó chính là Cover, được ra đời theo hướng dẫn tiệm cận trên, tập trung vào mục tiêu đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân, đồng thời giúp người dùng kiếm lợi nhuận. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về Cover. Đây là dự án phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu được thiết kế theo cấu trúc modular, cung cấp nền tảng, bộ công cụ phục vụ cho các nhà phát triển trong hai mảng gaming và AI. Ngoài ra, mục tiêu dự án hướng đến là bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân của người dùng, đồng thời phân phối giá trị đến những bên tham gia, cụ thể đối với người dùng kiếm thu nhập thụ động bằng cách chia sẻ dữ liệu cá nhân cho nền tảng, còn đối với nhà phát triển thì sử dụng được cung cấp để phân tích hành vi người dùng, từ đó nâng cấp những sản phẩm chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với sản phẩm trong hệ sinh thái Cover, gồm có Cover Protocol, giao thức làm cơ sở hạ tầng dữ liệu, đóng vai trò là mảnh ghép chủ lực của dự án. Cover Play, ứng dụng game giống AI. Cover Portal, công cụ giúp cho các nhà phát triển game. Cover AI Aron, chatbot của dự án. Ngoài 4 mảnh ghép trên, dự án cũng phát triển một số dự án nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dùng. Modbot, tích dữ liệu dành riêng cho cộng đồng người dùng trên Discord. Cover Link, giải pháp Aronal của dự án. Cover ED, giải pháp định danh phi tập trung tương tự như OneED NS. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về Cover Protocol, là cơ sở hạ tầng dữ liệu được phát triển theo kiến trúc modular gồm 5 thành phần. Và cơ sở hạ tầng protocol bao gồm Identity Layer, xác định người dùng và quản lý danh tính. Data Strong Layer, đóng vai trò lưu trữ dữ liệu một cách an toàn. Convolution Training Layer, chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và đào tạo mô hình AI. Execution Layer, thực thi và ghi lại các giao dịch multi-chain. Verification Layer, xác minh danh tính hợp lệ và toàn vẹn dữ liệu. Có thể thấy mỗi thành phần đóng vai trò khác nhau trong dữ cấu trúc hạ tầng của Cover Protocol, tuy nhiên phục vụ mục đích chính là đảm bảo quyền riêng tư của người dùng. Tiếp theo là Cover Play, là ứng dụng chơi game hoạt động trên hạ tầng của Cover Protocol, cung cấp cho người dùng 3 tính năng. Exploit là nơi người dùng khám phá các tựa game web 3 được tích hợp trong ứng dụng và kiếm phần thưởng phân bổ dưới dạng token game, hoạt động dưới dạng Soulbound. Cover Pass là chương trình cho mảnh ghép người dùng thực hiện các nhiệm vụ để kiếm điểm kinh nghiệm và token game. Shop là cửa hàng trưng bày các vật phẩm như điện thoại di động, máy chơi game PS5. Vé tham gia là Euro, người tham gia có thể sở hữu bằng cách tích lũy đủ số game yêu cầu để đổi lấy vé quay dưới hình thức xổ số. Ngoài ra, Cover Play cũng hoạt động theo cơ chế Data Tour theo dự án. Người chơi chỉ cần kết nối các thông tin cá nhân vào ứng dụng và có thể sử dụng để tạo thu nhập thụ động. Nguồn dữ liệu người chơi chia sẻ sẽ được xử lý qua giao thức Cover Protocol để bảo đảm tính bảo mật. Hiện tại Cover Play đang hoạt động trên 2 thiết bị máy tính và di động. Đối với di động, chúng ta sẽ có trên 2 hệ điều hành iOS và Android. Tiếp theo, đến với Cover Portal, là công cụ dành để phân phối game và phân tích dữ liệu người dùng dành riêng cho các nhà phát triển. Hai nhiệm vụ chính của Cover Portal: phân phối game của các dự án lên nền tảng Cover Play, phân tích hành vi người dùng trên Cover Play từ nguồn dữ liệu họ cung cấp, từ đó giúp cho các nhà phát hành game và đáp ứng được cái nhu cầu của người sử dụng. Tiếp theo là Cover AI Organ, là trợ lý ảo của Cover, có tên là Cara và được phát triển từ dạng chatbot trên Telegram. Cara được thiết kế để người dùng hiểu hơn về hệ sinh thái Cover nói riêng và thế giới crypto nói chung bằng cách đặt bất kỳ câu hỏi liên quan nào trong ứng dụng. Cuối cùng là Coverlot, là những live lot cho cộng đồng quản lý. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn của Cover Protocol, qua đó nâng cao tính độ tin cậy và bảo mật. Hiện tại, Coverlot chủ yếu kiểm tra và xác nhận trên các blockchain, đảm bảo tính tin cậy của kết quả và duy trì tính riêng tư của người dùng. Trong tương lai, các lot sẽ được dùng trong việc xác minh việc lưu trữ và truyền dữ liệu thông qua các ordinal kết nối tài sản dữ liệu cá nhân trong thế giới thực blockchain. Về token Lumix thì tổng cung là 1 tỷ của hệ token Cover và V Cover, trong đó V Cover được chuyển đổi theo tỷ lệ 1:1 với Cover và cho phép người sở hữu tham gia bỏ phiếu và những thay đổi của giao thức token sẽ được phân bổ như sau: Community và Loot 50%, Team và Advisor là 10%, Seed Round 10%, Private Round 10%, Ecosystem là 9%, Liquidity là 4% và token Cover có thể được sử dụng để mua bán các vật phẩm trong game, thanh toán phí gas, phần thưởng khuyến khích cho các bên liên quan staking. Về roadmap của dự án thì quý 3 2024 sẽ cấp các quyền truy cập vào SDK và API, hỗ trợ khả năng tương tác multi-chain, ra mắt các tính năng để thúc đẩy hệ sinh thái, thực hiện các cơ chế chống gian lận, tích hợp Vero Cloud Port. Sang quý 4 2024 sẽ tiếp tục triển khai các chương trình phần thưởng cho người dùng, xây dựng model blockchain chuyên sử dụng các lớp lưu trữ và thực thi, mở rộng hệ sinh thái, hỗ trợ các gaming blockchain. Về đội ngũ của dự án thì từ nhiều tổ chức lớn như Google, Coinbase, Tencent, TikTok, Binance, OKEx và nhiều công ty web 3 nổi bật. Đặc biệt vào ngày 1 tháng 7 2024, Cover đã thông báo gọi vốn tổng cộng là 50 triệu USD, trong đó có nhiều quỹ nổi bật như HK Capital, OKEx, thì nó sẽ còn 4 dòng khác được hỗ trợ bởi Amolika, Lilele và HK. Và tiếp theo mình sẽ chia sẻ các bạn một con game đầu tiên được hỗ trợ bởi Cover trên hệ sinh thái Ton, được xây dựng bởi những thành viên giàu kinh nghiệm của Chong và Dox. Và con game đó là Blala, game chuối. Đường link mình tham gia có thể để phần mô tả. Khi mà các bạn vào game thì chúng ta sẽ có một quả chuối, chúng ta có thể kiếm được tối đa 60 điểm một ngày. Tiếp theo đó là nó tặng cho chúng ta một lượt gram chuối, rồi chúng ta bấm thu hoạch thì sau đó mình sẽ nhận thêm một quả chuối được kiếm 60 điểm một ngày.
chúng ta có thể vào phần túi để kiểm tra và chọn chuối mà chúng ta sử dụng. Ngoài ra, nếu như chúng ta có dư chuối thì chúng ta có thể bán để kiếm thêm điểm. Tiếp theo là phần nhiệm vụ. Chúng ta sẽ nhận một lần thu hoạch chuối và hoàn thành 3 nhiệm vụ một lần. Các nhiệm vụ trong đây làm rất nhanh và đơn giản. Thì ở đây chúng ta sẽ hoàn thành 6 nhiệm vụ và 2 lần thu hoạch. Sau đó mình sẽ ra trang chủ và bấm thu hoạch thì sẽ nhận được 2 chuối kèm theo 120 điểm một ngày. Và cứ thế sau 8 giờ thì chúng ta sẽ được nhận một lần cả lem. Ngoài ra ta có thể kiếm thêm điểm từ affiliate của dự án. Chúng ta sẽ tìm và lấy link ở phần API. Và mình có thể cập nhật thông tin của dự án như sau là Twitter của dự án đang có là 450.000 follow. Và trên Telegram đang có 21.000 member và Discord có hơn 13.000 member. Như vậy đây tất cả những gì mà mình đang chia sẻ về dự án Caravel. Con game tap đua đầu tiên được phát hành trên cái nền tảng này đó là Plala. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích hãy cho mình một like và subscribe. Chúc các bạn thành công.